Tâm Bình đã review cho các bạn là thấy là cái sản phẩm mà Tâm Bình làm ra là một bộ tách trà các bạn ơi. Đó, bây giờ các bạn cùng Tâm Bình sẽ làm những cái bình trà và cái tách Tâm Bình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Bây giờ trước sức mà có trái dừa là làm cái bình nước các bạn, là các bạn hãy chọn trái dừa đó là dừa ý là đẹp, là tròn và đẹp đó các bạn. Đó, bạn thấy cái dừa rất là tròn và đẹp. Tâm Bình sẽ dùng cái dừa này để làm cái bình đựng trà các bạn. Đó, tiếp đó là Tâm Bình sẽ chọn một cái trái dừa này cũng là thật là đẹp cho các bạn, là cái tách trà các bạn. Đó, cái tách uống trà. Đó, xong là Tâm Bình sẽ cắt cái trái dừa này làm cái bình từ trước các bạn. Cùng Tâm Bình cắt cái dừa này nha. Bạn thấy là Tâm Bình đã cắt cái này ra, là Tâm Bình rồi sử dụng mình này làm cái nắp các bạn. Đó, mình sẽ làm cái nắp. Rồi, Tâm Bình sẽ vệ sinh là phà sạch cái phần trong ruột để mà mình đựng nước cha trà cho bạn, mình vệ sinh rất là sạch kỹ, chủng loại nước nóng các bạn. Đây, mình đã cắt xong ra mà là mình vệ sinh cái phần ruột ở trong rồi các bạn thấy không? Đó, rất là sạch. Xong bây giờ Tâm Bình sẽ cắt cái phần đít này để cho tạo là cái bình nó giữ thăng bằng và nó đứng nha các bạn. Mình đã cắt xong cái phần đít để cho cái thăng bằng của cái bình nó đứng nha các bạn. Đó, cắt nó xong rồi ơi, đó các bạn thấy. Xong rồi tới giờ Tâm Bình sẽ tạo cái nắp, là cầm cái làm cái quai, cắt làm cái quai các bạn. Làm cái quai bình. Quai của cái nắp các bạn. Thấy là Tâm Bình đã vừa cắt và đã dán được cái tay cầm một cái nắp các bạn. Bây giờ Tâm Bình sẽ gắn vô đây thành cái quai cầm và cái tay cầm các bạn. Đó, mình sẽ có là cái sản phẩm là cái tay cầm các bạn, cái nắp bình. Hãy giữ bạn. Đó, bây giờ là xong rồi, tới là phần Tâm Bình sẽ khoan.
khoan cái lỗ lên mà lượt trà các bạn. Là mình sẽ khoan, là mình sẽ gắn cái dồi. Tâm Bình đã sưu tầm là cái dồi bình hư các bạn, Tâm Bình sử dụng lại đó, để mà Tâm Bình làm cái dồi này đó các bạn ơi. Bây giờ khoan xong rồi Tâm Bình sẽ ra dán vào. Sau đó mình sẽ sử dụng cái mọc cưa các bạn. Mọc cưa có vừa mình sẽ dán lại các bạn ơi, cho nó đừng có chảy nước các bạn, nó sẽ khít, nó sẽ kín các bạn ơi. Là Tâm Bình đã làm xong được cái bình nữa các bạn. Đó, làm xong được cái bình. Đó, quay chậm được các bạn ơi. Đó, quay chậm. Giờ cái ấm cái bình trà đã xong các bạn ơi. Giờ mình tới mình làm cái tách trà các bạn. Tâm Bình sẽ cắt ra làm cái tách trà. Mình sẽ dán cái quai vô các bạn, quai của cái tách. Đây các bạn ơi, là cái tách là cái tách thứ 6 Tâm Bình đã làm ra được một bộ tách trà, là gồm có 6 cái tách các bạn. Đây đó. Một cái bình trà và 6 cái tách các bạn ơi. Bây giờ Tâm Bình sẽ đem đi ngâm và thuốc tẩy để rửa sạch sẽ các bạn. Đó, xong đó rồi Tâm Bình sẽ trụng lại nước sôi. Bây giờ là Tâm Bình sẽ ngâm vào đây là thuốc tẩy nha các bạn. Tâm Bình sẽ trà lên các bạn ơi. Ngâm tẩy và trà cho nó sạch cái ba cái bụi là mình đã làm ra các bạn. Đó, Tâm Bình sẽ trà bằng giấy nhám nhuyễn. Đó, cho nó sạch trong cái lồng này các bạn ơi. Đó, Tâm Bình sẽ bỏ qua đây. Tới phần mấy cổ tách là Tâm Bình cũng trà. Trà lại cho nó sạch sẽ, vệ sinh cho nó sạch các bạn. Đó, cái thùng này là Tâm Bình đã ngâm thuốc tẩy các bạn ơi. Xong rồi Tâm Bình sẽ ngâm qua nước nóng. Giờ là Tâm Bình đã làm xong, Tâm Bình đã ngâm nước tẩy rồi, xong rồi Tâm Bình đã rửa qua nhiều nước lạnh lại. Bây giờ Tâm Bình sẽ trụng nước nóng rồi đem đi phơi các bạn ơi. Tâm Bình trụng nước nóng cho nó sạch lại các bạn, là mình sử dụng được luôn các bạn ơi. Đó, bộ tách trà này là mình sẽ sử dụng được, là mình uống luôn nha các bạn.
nước nóng xong rồi mình đem đi phơi nha các bạn ơi. Nãy giờ là tâm bình đã trụng nước nóng và ngâm nước nóng các bạn ơi, giờ mình vớt ra để mình đem đi phơi các bạn. Rất là nóng các bạn ơi. Trong giờ là mình đem đi phơi. Một ngày làm việc vất vả của Tâm Bình đã tạo ra một bộ tách uống trà bằng những sản phẩm là từ những trái dừa các bạn ơi. Đó, Tâm Bình đã làm xong rồi, Tâm Bình đã trụng nước sôi ngâm tẩy rồi phơi cho kỹ khô rồi. Giờ Tâm Bình là châm trà vô để mà uống nước trà thật sự luôn các bạn ơi. Tâm Bình bỏ trà vô. Đây. Rồi Tâm Bình đổ nước sôi nha các bạn ơi, mới nấu sôi các bạn. Đây, giới thiệu các bạn là ông Anh ở xóm Tâm Bình, kế bên Tâm Bình là kế nhà. Chào dân giả nha. Mời Tâm Bình mời lại là cùng uống nước trà với Tâm Bình. Bây giờ Tâm Bình muốn là làm lại cái màn đêm buông xuống các bạn, để trải nghiệm là đốt cái đèn dầu của Tâm Bình làm đó các bạn ơi. Trước cái sản phẩm Tâm Bình làm các bạn cũng đã biết rồi, giờ Tâm Bình đã trải nghiệm lại. Dưới ánh đèn dầu này mà uống nước trà ha, quay lại kỷ niệm hồi xưa ông bà nhà ta hồi xưa đó các bạn, là chưa có điện các bạn ơi, cũng xài làm ánh đèn dầu đó các bạn. Giờ Tâm Bình muốn trải nghiệm lại cái thời quá khứ của ông bà ta. Bây giờ các bạn là cùng Tâm Bình để mà uống những ly trà các bạn ơi. Đó, các bạn quay một vòng để chiêm ngưỡng là cái sản phẩm mà Tâm Bình làm ra các bạn. Nhìn thấy cũng bắt mắt các bạn ha. Nếu các bạn thấy là có bắt mắt và dự ý thì hãy xem hết clip của Tâm Bình và cho Tâm Bình một like các bạn ơi. Đây, Tâm Bình giờ mời uống nước trà, khán giả cùng Tâm Bình uống nước trà nha. Nghỉ uống trà với em ha. Rất là thú vị các bạn ơi. Rất là hấp dẫn các bạn, thấy là đồ Tâm Bình tạo ra thế là hấp dẫn các bạn ơi. Mời các bạn là dùng bánh với Tâm Bình nha, dùng bánh uống trà với Tâm Bình các bạn ơi. Bánh rất là ngon, là trà cũng rất thơm các bạn ơi. Hãy thưởng thức qua nước trà của Tâm Bình, sản phẩm Tâm Bình làm từ trái dừa các bạn. Trà rất thơm các bạn ơi, rất là ngon. Nghe vô. Thơm quá cái gì ơi. Rất thú vị nha. Mình nấu nha anh. Nấu đi. Thì các bạn ơi, nãy giờ các bạn cũng đã trải nghiệm là coi anh em của Tâm Bình ngồi đàm đạo uống nước trà qua cái bình và mấy cái tách này của Tâm Bình làm ra, sản phẩm mà Tâm Bình mới tạo ra các bạn ơi. Đàm đạo uống nước trà anh em rất là thú vị, rất là vui. Thì các bạn đã xem qua clip của Tâm Bình thấy là hấp dẫn, thấy là hay, thì hãy cho Tâm Bình ủng hộ Tâm Bình và xem hết clip của Tâm Bình nha. Thì Tâm Bình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Dạ. Chào các bạn, nhờ ủng hộ, nhờ các bạn đi xem ủng hộ.